Hello, em xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Đó, hôm nay thì em xin làm một cái video chuyển con máy xúc Puma 58-3 này và lái cái xe ô tô này để chuyển cái máy ở trong cái đường làng các bác nhá. Thì bây giờ mình sẽ đội cái camera lên đầu và mở cái thành thùng ra để cho xe nó lên. Đó, thì hôm nay thì là Sơn thì ông lại bận một chút anh em ạ. Bận nó không à? Đi cho Ben ở bên này đi, nó sẽ cắt. Bận nên là không đi được. Chuyển một đoạn ở trong cái đường nông thôn đấy các bác, tranh thủ ở trong bãi. Cái này thì là xe của mình thì nó chuyên chở máy đó, nên là những cái thành thùng hay là những cái ấy này nó thiết kế là để cho xe chở máy lên, nên là đi lại nó cũng không ấy. Đây, cho máy nó lên nhá, mình sẽ đi giới thiệu qua. Đây là một cái móng bờ kè, sáng nay em Hạnh em cùng với anh Giang anh ấy làm ở đây để xúc quất đất lên đây, xong sau này người ta lên cao lên khoảng độ 2m bằng mặt đường mình đang đứng này, thì bắt đầu người ta lại quăng cái đất kia xuống. Đấy, thì bây giờ em Hạnh em đi xem lên xe nhá. Cứ đi qua đây đi, xa hơn tí thôi, cũng không có dây điện đâu mà. Thì ở trong cái đường làng này đi lại nó hơi loằng ngoằng một tí, mới lại nó máy của em Hạnh mới thay cái giường xích này các bác này, thay một bên giường xích này. Mặc dày quay đi. Này thời tiết thì bây giờ nó là gần 2 giờ rồi, thời tiết nó khá là nắng nóng. Cái này thì nó hơi khói một tí anh em, khói á. Bị cắm cái gầu xuống này. Đấy, cái gầu hơi xa quá là nó bị mất đối trọng anh em. Đối trọng nó bị nặng hơn đầu này là nó hơi bị bồng bềnh, nó bồng bềnh một chút. Đây thì nó có một cái dây mạng nó hơi trùng một chút. Chắc cứ xuống đi. Và cứ xuống đi, xong mà nào có thì lên thôi. Còn đấy, còn đấy. Đây, mỗi hai anh em khác đi được không ạ? Đi bây giờ thì chịu khó để ý cái dây điện một tí thôi, không cần phải. Ok nha nhá. Chuyện đây là cái đoạn dốc. Sốc xe của mình nó cũng yếu nữa cho nên là đi số 2. Đây nó có một cái cây này là cây lộc mừng. À không phải lộc mừng, cái gì. Đi sang mép này một tí, ở trên nó có cành nữa nhá. Cái này dây điện này, chỗ này có dây điện này. Nhưng mà cái này thì chắc là nó cao rồi. Mình cứ ngó cái đầu ngoài này, nếu mà nó rung rung là nó chạm vào đấy, còn không rung thì nó chưa chạm. Chỗ này không có dây điện anh em nhá. Dây điện này thì mình nghĩ là nó cũng khá là cao. Ok. Đấy, chỗ này thì mình rẽ trái này. Số 1 đi để cái đoạn này thì nó có cái gờ bê tông đi chậm chậm thôi. Một bên thì là cái ben này nhá, một bên thì là cái xích nó lòi ra kìa, cho nên là mình phải căn làm sao để cho nó hai bên nó đều là bờ rào hết đấy, nó không bị quẹt vào bờ rào. Đó,
cơ bản là cứ tránh được cái gương của con ô tô này là được rồi. Qua cái đoạn này thì mình sẽ đi đến đoạn xuống máy thì mình sẽ quay tiếp cho anh em nhá. Ra ngoài này thì nó hết cái đoạn khó rồi. Anh em chờ mình nhá. Hello hello, mình đã đến chuẩn bị đến cái đầu đổ anh em nhá. Thì bây giờ thì xuống đây để em Hạnh em mình sẽ xuống luôn ở đây. Xong bắt đầu là sang bên này để chỗ đất là móng, thì cái móng này là cái móng trước mình có đào đấy. Chắc có phải cái nọ mình đào cái móng này, cái móng nào vào rồi máy cháu xuống đây mà chú ơi, đây chiều gần máy chưa nhỉ? À mà máy về đây để cho đi lại gì? Vâng, không để cháu cho máy xuống, nhớ móng khác. Chú bảo anh Sơn, gọi anh Sơn về để cho vào đây gì? Vâng. Rồi. Đấy, cho nó xuống đây các bác nhá. Bây giờ là 2 giờ 15 rồi. Cứ gạt nó ra. Cái máy này vừa làm lại cái cần cái gầu này, với lại thay cái giường xích này anh em ạ. Cái giường xích này mới luôn. Bây giờ mình lại đóng cái thùng này lên để đi về anh em nhé. Đây nó đi vào cái bờ cỏ ở đâu đây. Đây thì buổi chiều em Hạnh làm ở đây thì cho đất vào móng anh em nhé. Đấy, cái này người ta đã xây gạch chuẩn bị hạ sắt, xong bắt đầu là đổ bê tông. Đó, cái móng này thì nó sâu khoảng 1,5 m, 1,5 m, 2 m. Đấy, rất là sâu vào trong kia. Ok, thôi mình sẽ kết thúc cái video đấy các bác nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Ok, chào mọi người.